các bạn. Hôm nay Tuyết Dạ xin chia sẻ một chủ đề nói về tướng số, mà chủ đề này là thân già xa xứ nha các bạn. Chủ đề thân già xa xứ, Tuyết Dạ muốn chia sẻ cho các bạn biết rõ, để các bạn biết thêm về như thế nào để mình chuẩn bị cho cái tuổi già của mình, mà đừng có để mà kiểu như là lang thang nơi xứ người là rất là khổ. Tại vì ai trong chúng ta cũng có quyền mơ ước, rồi mình cái lúc hồi còn trẻ mình bôn ba, rồi mình mơ ước mình đi xa nhà để mình đi học nè, rồi mình đi du học nè, rồi hoặc là mình đi làm ăn nè, mình tha phương cầu thực, mình kiếm tiền, mình sinh sống, mình mưu sinh, nói chung là vân vân đủ hết vấn đề. Nhưng mà cái lúc còn trẻ đó thì nói thật với các bạn rằng là không ai nghĩ ra tới già mà mình khổ hết. Tại vì cái sức khỏe mình còn tốt, mình làm có tiền, rồi mình cũng có chồng có con, hoặc là mình là đàn ông thì mình cũng có vợ có con, thì mình đang trong một cái gia đình hạnh phúc, thì mình không có nghĩ là ngày mai mình sẽ đi lang thang xứ người, không nhà không cửa. Mà cái thời này mà không nhà không cửa là rất là khổ. Thì mình xem rất nhiều bạn, rất nhiều anh chị cũng cỡ khoảng tuổi Tiết già, lớn hơn Tiết già vài ba tuổi, khoảng hơn 60 cũng có, 50 mấy cũng có, 60 cũng có, thì bây giờ đang kẹt ở lại Sài Gòn rất là khổ sở đó các bạn. Thì bây giờ mình làm sao, mình xem như thế nào để mình biết được cái tuổi già mình đừng rơi vào cái cảnh mà thân già xa xứ. Thường thường thân già xa xứ là có một mình nha các bạn. Nếu như mà có hai vợ chồng mà đi xa xứ thì cũng có được người tâm sự, thì cũng chưa hẳn gọi là thân già xa xứ. Này là có cặp đôi, có người, có bạn, có đôi, thì cũng chia sẻ ngọt bùi cho mình được. Còn một mình nơi xứ lạ quê người mà không nhà không cửa, không tiền, không công ăn việc làm gì hết, rơi vào cái hoàn cảnh mà gọi là bế tắc nó như hiện nay là rất là khổ. Thì bây giờ Tiết già chia sẻ để các bạn theo dõi, tự theo dõi cái cũng như là cái người của mình đó, cái bản thân của mình và nằm ở đâu trên khuôn mặt đấy các bạn, không có đâu xa hết. Thì các bạn xem như thế này, đây khoảng cái đuôi chân mày á các bạn, cái đuôi chân mày nha, từ cái đuôi nè, dưới cái đuôi chân mày nè, khoảng từ cái đuôi chân mày xuống dưới cái đuôi chân mày đó, khoanh tròn một vòng này lại nè, là ở đây á là nói về cung phước đức. Cung phước đức của mình mà nếu như con người mình mà không tạo phước, không làm phước, thì cái cung phước đức mình là bị hõm. Cung phước đức mình bị hõm. Có người rất là đầy, đầy hơn của Tiết già, mà Tiết già cũng là tương đối gọi là không có hõm, hơi hơi gọi là cũng có đầy. Chỗ này đầy là được nha các bạn, mà chỗ này hõm là khổ. Có nhiều người hõm từ ở phía này hõm xuống đây, hõm rất là sâu, nó hõm vô gì luôn đó các bạn. Đó, mà nó càng ngày nó càng hõm, thì mình biết rằng cái cung phước đức mình trở về già nó rất là khổ. Mà cái cung phước đức này á là nói tất cả luôn nha các bạn, nói về đường hôn nhân, đường vợ chồng con cái, tình yêu tình cảm xã hội, cha mẹ ông bà gì, nói hết luôn. Đã nói cũng như là người ta nói có đức là mặc sức mà ăn gì đó, nói về cái sự mà đói khổ, nói chung hết luôn. Cái cung phước đức có là mình có tất cả đó, cái cung phước đức của mình đây. Rồi xong rồi mình xem cái gì, mình tiếp tục mình xem cái thứ hai là cái cung điền sản của mình. Cung điền sản của mình là nằm ở đây nha các bạn, nằm theo cái tròng con mắt của mình. Mình lấy cái tay á, mình chạm vô nè, ngay cái tròng con mắt mình coi nằm ở đâu, thì từ cái tròng mà lên đây nè, đó đưa lên như vậy, thì ngay cái mí mắt của mình á, mình thấy là cái mí mắt mình ngay chỗ này không có bị gì hết. Thí dụ như dù cho nó ở ngoài này nó có thể có dít hay nó sâu hổm không có sao, nhưng mà cái chỗ cái cung điền sản của mình là phải no tròn, nó no tròn. Chứ nếu như cái cung điền sản mình nó hổm sâu quá là coi như cuộc đời mình rất là vất vả gian nan, không nhà không cửa. Từ vì điền sản không có là không có nhà không cửa, mà đi lang thang xứ người còn khổ nữa. Rồi tiếp theo là mình coi cái cung gì,
cái cung tử tức của mình nè, nằm ở dưới mí mắt này, nó có hõm sâu, nó có nhăn nhéo, nó có hõm sâu, nó đen, nó thâm, nó sâu mà nó hõm á nha, nha các bạn chứ. Thì cái đó là nói về á, dù cho mình sanh một chục đứa con này nữa, nó cũng không có nuôi mình đâu. Rồi lúc mà mình sanh con mình ra thì người mẹ, người cha nào cũng vậy hết, nhịn ăn cho con ăn, nhịn mặc cho con mặc, nhịn ngủ cho con ngủ, nhịn tiền cho con tới trường. Nhưng mà khi con đã trưởng thành rồi thì cha mẹ rất là mừng vui. Nhưng một ngày mà con lấy chồng hay lấy vợ đi xa xứ rồi, dần dần là mình sẽ mất hút cái đứa con đó luôn. Là con cũng không có trở về gặp mình nữa, là cái cung tử tức của mình không có. Nhưng mà nếu như cái cung tử tức của mình có thì dù cho đứa con mình nó đi xa nhà xa cửa đi nữa thì luôn luôn nó cũng hỏi thăm, mẹ ơi ba ơi, lúc này ổn không, dịch có buôn bán gì được không. Nói thì mẹ cũng ổn, ba cũng ổn vậy đó, mình nói vậy đó, mà con mình nó vẫn gửi tiền cho mình, là mình thấy rằng mình có cái cung gì, cái cung tử tức đó đó, mình nói là mình ổn mà nó cũng gửi tiền cho mình hà. Đó là bà, các bạn thấy mình có cái hạnh phúc không? Thì cái này, cái cung tử tức mình có, rồi cái cung phước đức mình có, cái cung điền sản mình có, ba cái cung này á mà mình đã đầy đủ có rồi thì mình được ngồi trong một cái ngôi nhà, một cái ngôi nhà. Mặc dù nhà lớn nhà nhỏ thì cái đó mình phải coi theo cái đường chỉ tay nữa, và mình coi theo cái tướng mặt, tướng số, tướng phúc, tướng giàu thì mình biết rằng là mình có nhà lớn nhà nhỏ, nhà giàu. Nhưng mà hôm nay Tiết Già nói về cái chủ đề là thân già xa xứ, tức là nói về cái cung phước đức, cái cung không có nhà đó. Tiết Già chỉ ra như vậy thì mình biết rằng cái cung mình hõm sâu quá như vậy thì mình lúc mà mình còn trẻ là mình còn kịp nha các bạn, còn kịp. Nếu mà tuổi mình cỡ khoảng 20, 30, 40 là vẫn còn kịp, vẫn còn kịp. Thì mình bắt đầu mình sẽ làm gì? Mình sẽ tu nhân tích đức, mình làm những việc thiện và cố gắng ăn chay niệm Phật, cầu trời khẩn Phật hằng đêm, lại trời lại Phật, để cho mình giảm được cái nghiệp của mình, để cho cái nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp mà đi theo mình đó, rồi người ta báo oán báo hờn á, rồi người ta đâm ra người ta làm cho mình những cái chuyện như đau ốm đơn giản như mình ngày mình đi kiếm, mình đi làm mình kiếm một ngày 300 ngàn mà mình bị bệnh mình uống hết 180 ngàn rồi, mình uống thuốc nhiêu đó rồi còn nhiêu nữa làm sao mình đủ sinh sống. Thì càng ngày á thì cái tiền mình nó càng hả, nó càng eo hẹp mà bệnh tật nó càng nhiều vô, thì đâm ra cuộc đời mình nó dễ mà homeless, nó dễ mà lang thang nơi xứ người lắm. Nói chung là hồi xưa cũng tại Tiết Già thôi, Tiết Già nghèo quá các bạn, Tiết Già cũng xém homeless đó các bạn, xém luôn. Tại vì Tiết Già hổng nhà hổng cửa mà cũng lang thang ở xứ người, rày đây mai đó. Rồi ở Nhật Tiết Già cũng lang thang hết cái tỉnh này tới tỉnh kia, chưa có mua được nhà. Mà Tiết Già nghĩ cái cuộc đời mình ha, chắc có lẽ rồi thôi rồi, cũng như là giống như cái chủ đề thân già xa xứ như hôm nay rồi. Thì Tiết Già nói chung là Tiết Già học cái nhân tướng học cũng rất là lâu rồi, Tiết Già học về con đường Phật Pháp và tâm linh. Thì Tiết Già dù ở Nhật đi nữa, Tiết Già chạy về Việt Nam, Tiết Già lo quy y trước. Hồi lúc mà mười mấy năm về trước, Tiết Già quy y Phật tử, rồi Tiết Già lo học đạo đó. Tiết Già cứ sợ rồi mình lo học vậy thì thấy cái kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Mặc dù mình không giàu có gì mà mình cũng có được cái căn nhà mà gọi là che nắng che mưa, thì con cái mình nó cũng có gửi tiền cho mình, nó cũng lo cuộc sống cho mình, rồi chồng mình nó cũng thương yêu mình, nó cũng lo lắng cho mình. Đó là mình cộng được cái phước báo, cái phước báo của mình, cái đường tu tập của mình là mình cộng thêm là mình được hưởng. Tại vì nhiều khi những lúc mà khi mình rơi vào cái cảnh nghèo khổ á là mình khó mà gọi là tu được lắm các bạn. Mình không có tinh thần tu luôn, mà ăn uống mình không có giống như có gì mình ăn đại đi. Nói thật ra khi nghèo rồi ăn mặn cũng như ăn chay luôn, có thịt đâu mà ăn, toàn là ăn cơm với nước mắm hoặc là cái trứng chiên, nó cũng y chang như ăn chay thôi à. Mà tại vì mình buồn rầu lo quá, mình không có suy nghĩ đến cái chuyện mà mình phải tu tập, mình phải ăn chay đó, cho nên mình rớt vào cái cảnh mà gọi là thiếu phước. Rồi càng ngày cái cung mà phước đức của mình đó, nó hõm sâu quá, nó hõm sâu quá đó.
rồi mình cái hõm sâu quá, rồi dần dần mà gặp cái cung điền sản mình không có nữa, rồi nhà cửa mình có người thì nói rằng là tại sao không có nhà, thì nhiều khi mình lang thang xứ người thì được mấy bạn mà YouTube phỏng vấn thì nói là tại sao không có nhà vậy cô hay gì, chú bác thì nói là tại lý do hồi đó là chồng quánh chồng đuổi, hoặc là vợ mất sớm, hoặc là vợ bệnh, hoặc là tất cả, nói chung là nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, rất 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 nhiều hoàn cảnh để đưa mình đến một cái cảnh đời mà lang thang xứ người, cho đến khi mà tuổi già mình là mình không được ngồi một chỗ, đó là gọi là thân già xa xứ, khổ lắm các bạn ơi. Cho nên các bạn nếu mà thích Tuyết Già nói thì các bạn cứ thực hành đi, cứ thực hành dần dần, một ngày một bữa, nó cũng không có khó đâu các bạn. Mình đơn giản là mình chỉ cần mình ăn chay và mình niệm Phật, hoặc là nếu như mình không phải là đạo Phật thì mình là những đạo Cao Đài hay đạo Thiên Chúa hay đạo gì thì mình tu theo đạo của mình, đạo nào cũng có kết quả hết đó. Tuyết Già mà ở Nhật mà nói thật với các bạn nha, lúc đó thì Tuyết Già không có biết chỗ nào mà có chùa Việt Nam. Khi Tuyết Già quy y rồi thì Tuyết Già mới biết tại Nhật cũng có chùa, mà không biết á, rồi Tuyết Già phải chạy về tới Việt Nam luôn, rồi đi tìm sư phụ, rồi đi tìm địa chỉ, rồi Tuyết Già xin quy y, nó tự một mình Tuyết Già lo cho bản thân Tuyết Già trước, sợ trở về già mình không có một cái nơi nào mà để mình tựa hết á, rất là sợ á. Chỉ có con đường Phật pháp mới cứu mình thôi các bạn. Nó cho nên Tuyết Già mới ráng cố gắng mà học thật nhiều để chia sẻ với các bạn, để Tuyết Già học như vậy rồi Tuyết Già chia sẻ thì các bạn làm theo thì các bạn trở về già các bạn không bao giờ mà rơi vào cái cảnh mà gọi là thân già xa xứ hết á. Có nhiều khi mình nói ồ bây giờ tôi đang ở trong một cái nhà cao cửa rộng sang trọng, rồi làm gì có chuyện mà thân già xa xứ. Nhưng mà cái số phận của mình nó tới cái lúc đó là homeless, là nó homeless, mà lang thang xứ người là nó lang thang xứ người. Tại vì chỉ cần mình có một cái bệnh tật trong người thôi là mình cũng có thể mình bán nhà, hoặc là nó có những cái chuyện mà biến động là nhà mình nó cũng tiêu tan á các bạn. Cho nên chỉ có đường Phật pháp mới giữ vững được cái sự sống của mình, cái con đường hạnh phúc mà thật sự của mình thôi. Tuyết Già chia sẻ để các bạn xem lại coi cái đường mà gọi là cái đường vào cung Phước Đức á. Đây gọi là cái cung như các bạn, cái cung Phước Đức của mình, cái cung mà gọi là cung Điền Sản, rồi cái cung Tử Tức đó. Nếu như mà ai mà không có cái cung Tử Tức này giống như sâu quá thì kệ đi, con không nuôi thôi đó. Nhưng mà cũng có được cái cung Điền Sản hoặc là cung Phước Đức thì cũng tốt đó. Tuyết Già cũng có cái cung Tử Tức này, nó không có bị hõm sâu, cho nên Tuyết Già cũng có được cái phần con cháu lo không sao. Này là cũng do một cái sự mà tu tập của mình đó các bạn. Tuyết Già chia sẻ hôm nay, Tuyết Già chia sẻ về cái chủ đề mà thân già xa xứ rất là đau lòng. Tuyết Già thấy đau lòng lắm, cho nên Tuyết Già phải chia sẻ sớm hơn mấy mươi năm luôn á, để cho các bạn trở về già, các bạn sẽ giàu có hạnh phúc và ở trong một ngôi nhà rất là sang trọng, không có phải mà để thân già xa xứ nha các bạn. Video Tuyết Già chia sẻ đến đây kết thúc, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.